Trong thời gian vừa qua, hàng loạt mẫu xe mới đã được ra mắt tại Việt Nam, khiến thị trường ô tô trong nước trở nên sôi động hơn, vào những tháng cuối năm, đặc biệt là ở riêng phân khúc MPV cỡ nhỏ. Có nhiều lý do dẫn đến phân khúc này đang ngày càng được người tiêu dùng đón nhận, bởi sự tiện lợi của nó khi sử dụng đa chức năng, cùng giá bán tương đối dễ tiếp cận với phần đông người tiêu dùng Việt. 1. Phân khúc MPV cỡ nhỏ ngày càng được ưa chuộng. Theo số liệu bán hàng từ VAMA Doanh số của phân khúc MPV phổ thông đã tăng trưởng mạnh thời gian gần đây. Cụ thể, từ năm 2018 thời điểm xe MPV bắt đầu rộ lên tại Việt Nam, doanh số bán của các mẫu ô tô này chỉ đạt 20.305 xe, trung bình 1.692 xe một tháng. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2022 cho đến hết tháng 10 vừa qua, đã có tổng cộng 49.062 chiếc MPV được giao thành công đến tay khách hàng Việt Nam, tương đương hơn 4.906 xe mỗi tháng tức là tăng gấp 3 lần. Khi lựa chọn một chiếc MPV, khách hàng Việt có thể thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu cần thiết trong việc sử dụng xe, như không gian nội thất rộng rãi với 5 cộng 2 chỗ ngồi linh hoạt, giá bán dưới 1 tỷ đồng và quan trọng hơn cả là có góc nhìn, vị trí ngồi cao giáo hơn những chiếc xe hay hatchback. Chính nhờ việc đáp ứng được các yêu cầu này mà phân khúc xe MPV tại Việt Nam luôn là một mảnh đất màu mỡ cho các hãng xe khai thác. 2. MPV cỡ nhỏ cuộc chơi của xe Nhật Với sự yêu thích cuồng nhiệt của người dùng dành cho loại xe MPV cỡ nhỏ, các hãng đều để mắt đến và cố gắng có ít nhất một đại diện, tuy nhiên, có thể nói hiện tại, đây là địa hạt của xe Nhật. Trước đó, Toyota Innova là cái bóng quá lớn trong phân khúc MPV với nhiều năm là mưa làm gió, vị thế độc tôn. Đến khi Mitsubishi Spander, một đại diện MPV cỡ nhỏ đến từ Nhật Bản tiến vào thị trường, hào quang mới đến với phân khúc này, và hào quang cũng mới đến với Mitsubishi tại Việt Nam. Ra mắt vào đầu tháng 10 năm 2018. Mẫu MPV cỡ nhỏ giá rẻ Mitsubishi Spander nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người dùng Việt quan tâm. Trải qua nhiều lần nâng cấp, mẫu xe này đã khẳng định được vị thế vua MPV cỡ nhỏ đô thị và khiến thương hiệu Mitsubishi rạng rỡ trên bảng xếp hạng doanh số. Đơn cử, năm 2020, trước những tác động từ dịch bệnh, sức bán của Mitsubishi Spander cũng sụt giảm như những mẫu xe khác trên thị trường, song vẫn đạt con số ấn tượng là 16.844 chiếc. Năm 2021, tổng cộng có 13.616 chiếc Spander được bán ra dựa theo báo cáo của VAMA. Tính riêng 10 tháng đầu năm nay 2022, đã có 17.757 chiếc Mitsubishi Spander được giao đến tay khách hàng, cao hơn con số của cả hai năm trước. Xếp ngay sau Mitsubishi, Toyota ra mắt Veloz Cross và nhanh chóng gặt hái được thành công, thu hút lại hảo quang đã mất từ người anh Innova, và cả người em nhỏ Avanza với doanh số không mấy đáng tự hào. Dù chỉ là tân binh song Veloz Cross đã chứng minh được sức hút không phải dạng vừa của mình, khi sở hữu doanh số cộng dồn 11.255 xe trong 10 tháng đầu năm 2022. Trong khi top đầu của phân khúc là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai cái tên Nhật Bản, thì ở top dưới, Suzuki vẫn âm thầm tăng trưởng nhẹ với sự xuất hiện của Erdiga Hybrid. Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, Suzuki Erdiga Hybrid, dù mới ra mắt nhưng cũng đã bán ra 42 xe còn XL7 thì sở hữu doanh số 453 xe. Đây không phải là một con số cao nếu so với Mitsubishi Spander hay Toyota Veloz Cross, nhưng cũng là một tín hiệu khởi sắc cho Suzuki, đặc biệt khi nhu cầu mua sắm xe dịp cuối năm đang tăng dần. 3. Hai đại diện Hàn Quốc Hyundai Stargazer và Kia Carens mới gia nhập thị trường. Trong hai tháng cuối năm, các chuyên gia dự đoán phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam sẽ có rất nhiều thay đổi bởi sự xuất hiện của hai tân bình Hàn Quốc là Hyundai Stargazer và Kia Carens. Hyundai Stargazer tập trung vào nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình với hàng loạt trang bị an toàn thuộc gói Hyundai Smart Sense. Trong khi đó, Kia Carens lại thể hiện định hướng nhắm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì có tới 7 phiên bản cùng tùy chọn động cơ dầu. Ngoài ra, trong toàn bộ phân khúc MPV, chỉ có hai mẫu xe Hàn Quốc này có phiên bản 6 chỗ ngồi với đầy đủ tiện nghi, phục vụ các doanh nhân trên hành trình di chuyển giá bán cũng sẽ là một yếu tố mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ là yếu tố bất ngờ cho phân khúc MPV khi mà Hyundai Stargazer với trang bị an toàn đầy đủ lại đang có giá bán rẻ hơn so với hai đối thủ lớn là Mitsubishi Spander và Toyota Veloz Cross. Trong khi đó, giá bán của Kia Kerens được công bố giá khá cao, nên có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng Việt, và phần nào có thể làm ảnh hưởng tới việc tăng trưởng doanh số của mẫu xe này. Hãy cùng chờ xem hai đại diện Hàn Quốc này có làm nên chuyện ở địa hạt của xe nhật hay là sẽ chịu khuất phục đứng phía sau trong cuộc đua chiếm lấy cảm tình của người tiêu dùng việt